cửa hàng thời trang Hàn Quốc cháy kinh hoàng giữa trung tâm thành phố Huế. Chào mừng quý vị đã quay lại kênh, kính chúc quý vị ngày mới vui vẻ, tràn đầy sinh lực và sau đây là phần cập nhật tin tức trong ngày. Cửa hàng thời trang Hàn Quốc tại địa chỉ 29 đường Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, bốc cháy dữ dội vào chiều 9 tháng 7, khiến toàn bộ hàng hóa, tài sản bên trong cùng nhiều kết cấu trang trí của tòa nhà cao tầng bị thiêu rụi. Chiều 9 tháng 7, tại cửa hàng thời trang Hàn Quốc tại địa chỉ 29 Hùng Vương, phường Phú Hội, thành phố Huế, xảy ra vụ hỏa hoạn nghiêm trọng, làm toàn bộ tài sản bên trong, cùng một số xe gắn máy, xe đạp và các kết cấu trang trí, gia cố mặt tiền khu nhà bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã 40 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 40 cán bộ, chiến sĩ tham gia khống chế vụ hỏa hoạn. Một lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị nhận tin báo cháy lúc 16 giờ 8 phút. Ngay lập tức, đơn vị huy động lực lượng và phương tiện tham gia chữa cháy. Đến 16 giờ 17 phút, lửa lớn tại tòa nhà xảy ra hỏa hoạn ở số 29 Hùng Vương, thành phố Huế, đã cơ bản được khống chế. Đến 16 giờ 50, vụ cháy đã được khống chế hoàn toàn. Vụ hỏa hoạn ước gây thiệt hại tài sản khoảng 300 triệu đồng, nhưng không có thiệt hại về người. Vụ cháy còn ảnh hưởng một số công trình lân cận. Hiện, lực lượng chức năng thành phố Huế đang điều tra nguyên nhân vụ cháy gây thiệt hại lớn về tài sản này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ kênh, hãy bấm nút like, subscribe và bấm vào cái chuông để nhận nhiều video mới nhất. Xin chào tạm biệt.